các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái công dụng rất là tốt của trái thanh long ruột đỏ. Trái thanh long thì nó có hai loại, đó là cái loại trái ruột màu trắng và cái loại trái ruột màu đỏ. Thì trong cái clip này mình chia sẻ với các bạn về cái ruột màu đỏ, nó có những cái công dụng và những cái lợi ích rất là tốt. Thì ở cái trái thanh long ruột đỏ là nhìn ở ngoài là nhìn đã thấy nó hấp dẫn rồi, mà cái ruột ở trong màu đỏ nó nhìn nó cũng rất là đẹp mắt, thì nó ăn rất là mát và rất là bổ, thì rất là được nhiều người thích. Thì trái thanh long ruột đỏ là nó có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe, mà không những vậy á, là cái trái thanh long ruột đỏ là nó còn là một cái loại trái mà làm đẹp da, chăm sóc da, rồi chăm sóc tóc, rồi đó đối với chị em phụ nữ đó rất là tuyệt vời. Thì ở cái trái thanh long ruột đỏ thì nó có cái đặc tính là khác so với trái thanh long ruột trắng. Thì thành phần dinh dưỡng của trái thanh long ruột đỏ thì cũng được đánh giá là có thể nói là gấp đôi trái thanh long ruột trắng, đó là cái đánh giá. Thì ở trái thanh long ruột đỏ thì nó rất là nhiều cái chất xơ, rất là nhiều. Và ở trái thanh long ruột đỏ là nó gồm cả hai loại chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan, thì giúp điều hòa cái hoạt động của hệ tiêu hóa rất là tốt, nên thành ra là nó giảm các nguy cơ nguy hiểm đối với cơ thể như là các chất béo này, rồi cholesterol này, rồi các độc chất này, vân vân. Thì nó cũng giảm được cái nguy cơ là bị mụn ở trên da, nên thành ra là nó rất là tốt cho cái hệ tiêu hóa. Thì cái trái thanh long ruột đỏ là nó còn tốt cho người mà bị các chứng về bệnh tim và những người mà mắc cái chứng tiểu đường. Là như thế này, là ở cái lượng chất xơ á, ở trong trái thanh long ruột đỏ nó rất là cao, nó cao thì nó giúp cho những người mà mắc cái bệnh tiểu đường á, là được cải thiện tốt hơn. Thì trái thanh long ruột đỏ là nó còn có tác dụng rất tuyệt vời trong cái việc là giảm cái lượng cholesterol xấu và tăng mức cholesterol tốt cho cơ thể. Thành ra đó, trái thanh long nó là một cái nguồn mà rất là tuyệt. Thì chất béo không bão hòa đơn đó thì giúp cho tim của bạn nó được nghỉ ngơi này, trong những cái mà trạng thái nó tốt nhất. Nên thành ra là cái trái thanh long ruột đỏ, ăn trái thanh long ruột đỏ là nó rất là tốt cho tim và những người mắc bệnh tiểu đường là nó là như vậy. Thì ở trong cái trái thanh long ruột đỏ là cái lượng vitamin C nó rất là nhiều, phải nói là rất là nhiều. Thì cái lượng vitamin C mà nó nhiều như vậy thì nó rất là cần thiết cho cơ thể trong cái việc mà cải thiện cái hệ miễn dịch và tăng cường sức khỏe. Nên thành ra những người mà sử dụng trái thanh long, ăn thanh long đỏ nhiều á, là người ít mắc những cái bệnh vặt lắm. Nói chung là nó rất là tốt cho hệ miễn dịch. Rồi ngoài ra là ở trong trái thanh long ruột đỏ là nó rất là nhiều vitamin nhóm B, vì như là vitamin B1 này, rồi nó có tác dụng là xử lý là carbon hydrate, là gồm có là chất xơ này, là tinh bột này, đường này. Thì mà nó là một cách mà nhanh để giúp tạo ra năng lượng cho cơ thể. Rồi vitamin B3 này thì giúp cái làn da sáng bóng này, rồi mịn màng này đó. Hoặc là vitamin B12 là giúp giảm cái cảm giác ngon miệng này, nó tạo ra một cái cảm giác ngon miệng này. Rồi đặc biệt là nó tốt với những cái người bệnh mà trong cái quá trình điều dưỡng. Nên thành ra là ăn trái thanh long ruột đỏ thì nó cải thiện sức khỏe rất là tốt đối với những người mà bệnh mà sau điều trị này, và những người mà trong quá trình điều dưỡng nó là như vậy. Rồi ở trái thanh long ruột đỏ thì nó rất là giàu protein, nhiều lắm. Thì protein là một chất dinh dưỡng mà thiết yếu giúp cho cơ thể nó hình thành các cái thích tố và men tiêu hóa và hóa chất, nên thành ra là có tác dụng là tăng cường sức khỏe rất là tốt. Đó là nó là như vậy. Thì ở trái thanh long ruột đỏ này á, là nó còn có nhiều cái hạt nhỏ nó chứa chất béo không bão hòa, rồi rất tốt cho sức khỏe, là bởi vì nó giúp làm tăng cholesterol tốt và loại bỏ cholesterol xấu, và nhiều cái khoáng chất có ích nữa. Rồi các khoáng chất chứa trong trái thanh long là bao gồm có là phosphor này, canxi này, thì cả hai khoáng chất này là nó đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình hình thành của xương, rồi răng này, cũng như là sự phát triển của các tế bào, nên thành ra nó là rất là có ích lợi. Có một cái vấn đề rất là tuyệt vời của trái thanh long ruột đỏ là nó là một cái nguồn rất là dồi dào của chất chống oxy hóa, mà nó có chức năng là ngăn chặn cái sự tấn công của các gốc tự do gây hại, mà nó là vốn là những cái tác nhân mà nó gây ra ung thư. Nên thành ra là khi ăn trái thanh long ruột đỏ thì có nghĩa là bạn đã rất là tốt trong cái vấn đề mà ngăn chặn cái gốc tự do gây hại rất là tốt, và các vấn đề khác nữa. Thì ở cái trái thanh long ruột đỏ thì nó ngăn chặn cái táo bón rất là tuyệt vời. Thì khi mà bị táo bón thì các bạn là có thể là cải thiện cái tình trạng táo bón là bằng cách là ăn trái thanh long. Thì khi mà các bạn ăn trái thanh long thì cái vấn đề táo bón của các bạn là được giải quyết ngay, đó rất là tốt, vì ở trái thanh long là một trái chứa rất là nhiều xơ, nó rất là tốt. Rồi có một cái công dụng mà cũng rất tuyệt vời của trái thanh long ruột đỏ nữa, đó là nó kiểm soát cái đường huyết. Thì các thành phần mà chứa trong trái thanh long thì nó cũng đã được là chứng minh là nó có tác dụng là giúp ổn định mức đường huyết, rồi nó đặc biệt là nó tốt cho những người mà mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 đó, thì nó rất là tốt. Rồi ăn trái thanh long ruột đỏ thì nó giúp ổn định cái huyết áp, rồi mang lại rất nhiều lợi ích cho những người có nguy cơ mà bị nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ, đó thì rất là tốt. Thì ở cái trái thanh long ruột đỏ và trái thanh long ruột trắng nó đều có những cái công dụng như vậy hết. Nhưng mà hôm nay là mình đang chia sẻ về những cái nổi trội hơn ở trái thanh long ruột đỏ, nên thành ra là ở trái thanh long ruột đỏ là nó cũng có những cái thành phần nó nhiều hơn ở trái thanh long ruột trắng, nên là nó giúp cho cái cơ thể có những cái cải tiến rất là tốt. Thì nó trung hòa được cái độc tố là ở trái thanh long ruột đỏ, là nó có nghĩa là để nó vô hiệu hóa các độc tố trong cơ thể như là ví dụ như là thủy ngân này, rồi thạch tín này, rồi hoặc là những chất khác mà gây nguy hiểm cho sức khỏe thì các bạn ăn trái thanh long thường xuyên là nó trung hòa được, nó giải quyết được những cái vấn đề nó rất là tốt. Rồi nó cải thiện được cái thị lực, nó cũng rất là tốt, vì ở trái thanh long là nó chứa rất là nhiều caroten đó, nên thành ra nó có tác dụng là duy trì và cải thiện thị lực rất là tốt. Rồi để mà giảm các triệu chứng mà về ho và suyễn là các bạn cũng nên là ăn trái thanh long ruột đỏ này rất là tốt, bởi cái bệnh ho rồi bệnh hen suyễn rồi là những cái một số rối loạn hô hấp là ảnh hưởng đến cả người lớn cũng có mà cả trẻ em cũng có, nên thành ra nếu mà ăn trái thanh long ruột đỏ thường xuyên thì nó cũng là giảm về cái ho và suyễn rất là tuyệt vời. Thì ở trái thanh long ruột đỏ là nó còn có tác dụng rất là tốt đối với chị em phụ nữ, đó là làm việc làm đẹp. Thì cái trái thanh long ruột đỏ là nó có cái tính hoàn toàn khác so với cùng loại nó, có nghĩa là cái đặc tính của nó như này nè, thành phần dinh dưỡng mà ở trong trái thanh long ruột đỏ là nó được đánh giá có thể nói là gấp đôi ở trái thanh long ruột trắng. Thì ở cái sự mà giữ gìn về vóc dáng này rồi sắc đẹp của phụ nữ thì sử dụng trái thanh long ruột đỏ thì nó rất là tốt, là vì nó có cái thành phần dinh dưỡng nó phù hợp cho cái việc giữ gìn vóc dáng và sắc đẹp của phụ nữ, nó là như vậy. Thì ví dụ như mà ở trong 100g thanh long ruột đỏ thì chỉ cung cấp là 400 calo thôi, nên thành ra là cái thành phần nước là nó đã chiếm hết là 87,6% rồi. Thì cái hàm lượng nước cao này thì nó giúp giữ ẩm cho cái làn da, mình giúp cho da nó mịn hơn đó, rồi nó giảm bớt cái hiện tượng là da khô nứt này, rồi da bị sừng này, sừng hóa đó, rồi da bị lão hóa này, người ta giữ cho da phụ nữ là nó có vẻ đẹp trẻ trung và tươi mát hơn, nó là như vậy. Nên thành ra những chị em phụ nữ mà muốn cái làn da của mình đẹp này, rồi muốn giữ gìn vóc dáng của làn da mình nó tốt thì ăn trái thanh long ruột đỏ hoặc là trái thanh long ruột trắng, thì bên cạnh đó là trái thanh long ruột đỏ nó rất là tốt cho cái vấn đề mà về vẻ đẹp da của các chị em phụ nữ, nó là như vậy. Rồi nó còn giúp giảm béo nữa. Thì ở cái thành phần trái thanh long ruột đỏ là nó hoàn toàn không chứa chất béo. Đó là như vậy. Cùng với cái mức năng lượng thấp và giàu chất xơ thì giúp giữ gìn cái cơ thể là tránh khỏi cái hiện tượng béo phì. Đó, như vậy là mà khi tránh được hiện tượng béo phì á, thì rõ ràng là vóc dáng là rất là tuyệt vời, nhất là đối với chị em phụ nữ, nó là như vậy. Rồi nó còn bảo vệ là tóc. Trái thanh long ruột đỏ nó bảo vệ tóc là nó như này, có nghĩa là nó bảo vệ tóc khi mà làm hóa chất á, có nghĩa là nước của cái trái thanh long ruột đỏ là nó là một cái dưỡng chất tuyệt vời cho những người mà họ nhuộm tóc hoặc tóc đã qua những xử lý hóa học đó. Nên thành ra là nếu như mà các bạn là bằng cách thoa cái nước ép của thanh long hoặc là một cái sản phẩm như thế nào đó mà được chiết xuất từ cái trái thanh long lên cái da đầu của các bạn á, thì các bạn có thể bảo vệ được mái tóc đã nhuộm hoặc là đã qua xử lý hóa chất của các bạn. Đó, ý là nó là như vậy. Thì nước ép của cái trái thanh long á, thì nó cũng giữ cho các cái nang lông nó mở ra này, rồi giúp cho mái tóc của các bạn nó khỏe mạnh và mềm mượt hơn. Rồi thì trái thanh long ruột đỏ là rất là tốt. Thì nếu như các bạn sử dụng trái thanh long ruột đỏ thì các bạn là chọn những cái trái ruột đỏ mà thật là tươi này, rồi những trái thật là ngon này, nhất là chú ý cái màu sắc của cái trái á, vì cái vỏ là có cái màu sắc nó rất là tươi tắn, rồi thì ở trong là cái ruột nó rất là tốt, rồi cái bề mặt vỏ nó không bị nứt này, nó không bị bầm này, thì ruột ở bên trong cái màu đỏ nó sẽ có một cái sắc tự nhiên đó ha. Những cái trái đó là ở sắc tự nhiên, sắc đỏ rất tự nhiên, thì nó chứa cái vị ngọt, nó chứa cái vị thanh đó, rồi nó chứa rất là nhiều vitamin và những cái chất dưỡng chất như mình đã chia sẻ đó, thì rất là tốt. Thì nếu như mà dùng trái thanh long ruột đỏ để ăn nè, rồi làm nước ép, rồi sinh tố, thì cái trái thanh long ruột đỏ còn được chế biến rất là nhiều cái món ăn tráng miệng, ví dụ như là chè thanh long này, hoặc là rau câu thanh long này, hoặc là các món ăn như là salad thanh long này, món ăn mặn đó, salad thanh long, rồi hoặc là gà thiền thanh long, vân vân, thì đó cũng là tốt cho những bữa ăn. Thì clip của mình thì hôm nay thì mình chia sẻ về trái thanh long ruột đỏ đến ngang đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Chào các bạn ha.